Chào các em. Các em làm đề này nhé. Các em làm câu 49. F có bảng biến thiên này. Xác định khoảng đồng biến. Số khoảng đồng biến. Thì giờ kem đạo hàm thôi nhỉ. Kem đạo hàm. Có thể đặt V bằng cái này cho nó gọn hơn này. V bằng sin 2x nữa này. Thế thì sẽ thuộc cái đoạn này. Đấy, đặt cả ngoặc tròn này bằng H đi. Bốn sin cộng 1. Ừ, thế thì à? H phẩy. Đấy, H phẩy sẽ bằng đây sẽ được 4 4 cos 2x sin 2x này. Và đây là 8 trừ 8 cos 2x. Đặt 4 cos làm nhân tử nhỉ. 4 cos 2x thế thì đây còn sin 2x trừ 2. Đấy, hoặc là đấy, hoặc là cho đây vào hàng đẳng thức nhỉ. Hàng đẳng thức cũng được. Đây là A bình, đây là 4A. Cho vào hàng đẳng thức nhanh hơn đúng không? Đấy, cho vào hàng đẳng thức nhanh hơn. Đây, H bằng sin 2x sin 2x trừ 2 nhỉ. Đấy, sin 2x trừ 2 bình. Đấy, phải trừ 3 đúng không? Trừ 3. Thế thì thế thì H sẽ các em sẽ có max với min của H luôn, được chưa nhỉ? Đấy. Thì max thì đây là 9 này, 9 trừ 3 là 6 này, đúng không? Đấy, max bằng 6 khi sin bằng trừ 1, đúng không? Đấy, trừ 1 thì max sẽ bằng 6.
bé hơn bằng 6 và lớn bằng trừ 3. Đấy. Rồi, đấy. Đấy, bây giờ sẽ đặt đây bằng g đi. Đấy, gx sẽ bằng f. Đấy. V bình đúng nhỉ? Đấy, V bình trừ 4V cộng 1. Đạo hàm g thì đây. Sẽ được 4 cos 2x này. Đấy, nhân sin 2x trừ 2 này và nhân f phẩy. Đấy. F phẩy h. F phẩy v đi nhỉ. F phẩy h được, F phẩy h. Thế thì giờ sẽ xét g phải bằng 0 đúng không? Đấy, g phải bằng 0. Đấy. Đấy, g phải bằng 0 sẽ tương đương cái này thì vô nghiệm đúng không? Này vô nghiệm chỉ có cái này. Đấy, cos 2x bằng 0. Cos 2x bằng 0 và đấy, f phẩy. Đấy, f phẩy h bằng 0. Cái này sẽ tương đương. Đấy, cos 2x bằng 0 thế thì đấy, 0 này bé hơn bằng hai x, 2x cos bằng 0 thì cos bằng 0 thì 2x sẽ bằng đây cái đường tròn lượng giác này. Không. Một. Rồi, cứ ghi đây là một được. Một đây. Âm một. Âm một. Đấy thì cos 2x bằng 0. Đấy, cos 2x bằng 0 thì là ở hai vị trí này. Yeah, đấy, cộng trừ pi trên 2 đúng không? Đấy, cộng trừ pi trên 2. Đấy, pi trên 2. Đấy, đây là trừ pi trên 2. Đấy, trừ pi trên 2. Trừ pi trên 2, pi trên 2. Đấy, hai vị trí này cos sẽ bằng 0. Thế thì sẽ bằng là pi trên 2 cộng với k pi đúng không? Cộng k pi. Đấy và phải bé hơn đâu rồi? Đây đúng không? 2021 pi. Đấy, thế và ở đây. Đấy. F phẩy bằng 0. Đấy, F phẩy bằng 0 thì đây. Đấy, các em theo bảng này.
F phải bằng 0 tại ba giá trị đúng không? Đấy, trừ 1, 0, 1 này. Đấy. Thế thì đấy, H. Đấy, H sẽ thuộc tập hợp trừ 1, 0, 1. Thế thì cái này đấy, đây là một này, đấy, đây là hai này, đấy, thế thì một đấy, một sẽ có đấy, kem sẽ kiểm tra này, K sẽ bắt đầu từ không nhỉ. Đấy, K từ 0. 0 cho đến 2020 đúng không? Đấy, 2020. Thế thì cứ một một K là sẽ có một nghiệm được chưa nhỉ? Đấy. Đấy. Pi thì có một nghiệm ở đây. Đấy, xong lên 2pi lại có một nghiệm ở đây. Thì cứ một pi là một nghiệm. Đấy, thế thì 2020 2020 là 2020 nghiệm rồi cộng với cả k bằng 0 nữa nhỉ. 2021 đúng không? Đấy, các em sẽ có 2021 nghiệm. Đấy, một sẽ có 20. Đấy, 2021 nghiệm. Cái này là đây, K đây, được chưa nhỉ? Đấy, K đây. Đấy, K bắt đầu từ 0 đến đến 2020. Đấy, cho nên là 2021 nghiệm. Đấy, còn là đến 2 này. Đấy, 2. Thì ở trường hợp là H bằng trừ 1. Đấy, H bằng trừ 1 thì H bằng trừ 1. Thì tương đương với cả V. Đấy, V trừ 2 tất cả bình. Đấy, bằng trừ 1 thì bằng 2 đúng không? Đấy, bằng 2. Đấy, tại vì là đấy, cái này là bình thì phải cộng 3 đúng không? Đấy, cộng 3. Thế bên bên về phải trừ 1 mà cộng 3 thì nó bằng 2 nhỉ, bằng 2 đây, 2. Đấy, này thì sẽ rút ra v bằng 2 trừ căn 2 đúng không? Đấy, suy ra. Đấy, v sẽ bằng 2 trừ căn 2. Đấy, tại vì là v là phải thuộc cái đoạn trừ 1 1 được chưa nhỉ? Đấy, cho nên là đấy. V phải bằng 2 trừ căn 2. 2 trừ căn 2 thế thì nó vào tầm là 0,6, xấp xỉ 0,6 nhỉ. 0,6 đây là 1,4. 0,6, 0,6 thì trên này, được chưa? Đấy, sẽ có hai nghiệm. Đấy, cứ một 2 pi là có hai nghiệm.
Đấy, 0,6. Đấy, 2 nghiệm. Ừ, 2 nghiệm. Ừ. Đây, giả sử đây. Ừ, 0,6 đây, được chưa? Đấy, 0,6. Đấy, đây là bằng V1 thì nha. Đấy, bằng V1. Ừ. Đây V1 ở đây. Ừ, V1. Ừ. Thế thì từ từ 0 đến 2021 này. Ừ. Đấy, thì cứ cứ số pi lẻ. Đấy, cứ số pi lẻ thì sẽ có hai nghiệm nhỉ. Hoặc là cứ hiểu là 2 pi. Đấy, 2 pi thì có hai nghiệm. Ừ. Thế ở đây mà chia 2 là được đấy, 1 1 0 20 này. Đấy, 1 0 20. Đấy, sẽ là 1 0 20 cộng 1 sẽ được 1 0 21 nhân 2 đúng không? Đấy, số nghiệm. Ừ, số nghiệm sẽ là 1 0 1 0 11. Ừ. Đấy, chia 2 được 1 0 10 này. Cộng thêm 1 pi nữa, được chưa nhỉ? Ừ. Đấy, sẽ được 1 0 11. Đấy, 1 0 11 nhân 2. Đấy, sẽ bằng 2022 nghiệm. Ừ. Đấy, trường hợp này có 2022 nghiệm nhỉ. Đấy, 2022 nghiệm. Đấy, còn trường hợp là H bằng 0. Đấy, H bằng 0 thì đấy, H bằng 0 H bằng 0 thì V trừ 2 tất cả bình sẽ bằng 3 đúng không? Đấy, bằng 3. Đấy, bằng 3. Thế thì suy ra V sẽ bằng 2 trừ căn 3. 2 trừ căn 3. Đấy, cái này bằng đấy, V2. Đấy, 2 trừ căn 3 thì xấp xỉ 0,3 nhỉ. 0,3. Ừ. Đấy, 2 cộng căn 3 loại nhé. Đấy. Đấy, phương trình này 2 nghiệm thì loại 2 cộng căn 3. Đấy, 2 cộng căn 3 nó lớn hơn 1 thì phải loại nhỉ. Đấy, loại. Chỉ lấy nghiệm này thôi. Đấy. Thì xấp xỉ 0,3 thì nó ở khoảng 0,3. 0,3 thì nó ở khoảng chỗ này. Đấy, V2. Đấy, V2. Ừ, gióng sang. Đấy, đấy, đây một nghiệm. Đấy, đây một nghiệm. Ừ, đấy, hai vị trí này. À, thế thì đấy, số nghiệm nó lại bà lại lại bằng cái trường hợp trên này, được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, bằng cái trường hợp V bằng 2 trừ căn 2 đúng không? Đấy. Ừ, tại vì cái số lần pi nó đấy, nó bằng nhau, được chưa nhỉ? Ừ. Đấy, trường hợp này cũng 2022 nghiệm. Ừ.
Đấy, 2022 nghiệm. Rồi các em chuyển chirp cuối cùng đúng không? Đây. H bằng 1 nhỉ. Đấy, chirp cuối H bằng 1. Ừ. Rồi, H bằng 1 sẽ tương đương. Đấy, H bằng 1 này. H bằng 1 thì đây. Ừ, thì sẽ căn 1 này đi đúng không? Đấy, thì sẽ V. V nhân V trừ 4 đúng không? Bằng 0. Suy ra V bằng 0. Loại V bằng 4. Loại V bằng 4. Đấy, V bằng 0. Đấy, V bằng 0 thì xin hãy bằng 0 thì có hai vị trí. Hai vị trí. Đây là 1 và đây là 2 đúng không? Đấy, hai vị trí này. Đấy, hai vị trí này xin xin hãy bằng 0. Đấy. Xin bằng 0 là hai chỗ đó. Ừ. Ừ, thế thì từ đấy, từ đây đấy, cũng sẽ có 2022 nghiệm được chưa nhỉ? Đấy. Đấy. Không là một nghiệm này. Đấy, không là một nghiệm rồi này. Đấy, sau rồi đến 1 đến 2 1p 2p 3p đúng không? Đấy, cứ thế đếm lên được nhỉ? Đấy. Đấy, từ 1 đến 2021 là 2021 rồi lại cộng với 0 này nữa. Thế đi. Sẽ là 2022 nghiệm đúng không? Đấy, 2022 nghiệm. Đấy, chợp này. Đấy, 2022 nghiệm. Đấy, thế thì tổng tổng 4 trường hợp đúng không? Đấy. Đấy, đây một trường hợp 2021 này. Đấy, đây ba trường hợp. Đấy, mỗi trường hợp đều 2022 đúng không? Ừ. Thế thì tổng sẽ là 887 nghiệm. Nghe, tổng. Đấy. Đấy, tổng sẽ có 8.087 nghiệm. Ừ. Tám bảy nghiệm. Đấy, đạo hàm bằng không có các em thấy ở đây. Đấy, đạo hàm bằng không ba nghiệm thì có bốn khoảng đúng không, bốn khoảng. Thế thì 8087 nghiệm thì sẽ cộng thêm một nữa là thành 8088 khoảng đúng không. Đấy, đấy suy ra có 8088 khoảng. Khoảng. Đấy, thế thì số khoảng đồng biến và nghịch biến sẽ bằng nhau đúng không? Đấy, và đều bằng 4044 đúng không? Đấy, thì suy ra có 4044 khoảng. Khoảng đồng biến. Đồng biến. Đấy, 4044 khoảng đồng biến. 4044. Rồi. Các em thấy là các đáp án này là lệch hết đúng không nhỉ? Đấy, có thể là in nhầm nhé.
Đấy. Đấy các em thấy là đấy, số điểm cực trị đấy, của cái hàm này nó như thế và đấy, số khoảng đồng biến thì nó như thế này, được chưa? Đấy, đấy là câu 49. Các em chuyển. Bao nhiêu A nguyên? Các em thấy là hai cái này nhân với nhau bằng 1. Được chưa? Tích của hai cái này bằng 1. Hai cái ngoặc tròn này. Hai cái ngoặc tròn là liên hợp của nhau. X lớn hơn 3, x lớn hơn 3 thì đấy, các em có thể đặt V bằng đấy, x trừ căn x bình trừ 1. Đấy, sẽ thấy là đấy, lớn không khi đấy, khi x lớn hơn 3 đúng không? X lớn không khi x lớn không. Nó phải có điều kiện nữa thì hơn 1 đi. Tất nhiên là đây là 3 thì đây phải là 1. 3 cũng được nhưng mà ghi là 1. Thế mà đề bài là x lớn hơn 3 thì đương nhiên là nó dương rồi, đúng không nhỉ? Thế nó dương. Thì cái này nhân và chia với liên hợp đi nhá. Nhân và chia liên hợp để cho nó ra đấy, ra x trừ trừ căn nhỉ. Đấy thì các em sẽ có phương trình sẽ tương đương lô 2 của V nhân 2021 của V đấy sẽ bằng. Loga cơ số A của 1 trên đấy, x trừ đúng không? Đấy, đấy x bình trừ 1. Đây cái này. Đấy, cái này thì bằng trừ. Đấy. Trừ loga cơ số A của V, đây chính là V nhé. Thì các em có thể nhân hai vế với cả lô lô V của A nhá. Đấy thì đây sẽ mất đi đúng không? Đây sẽ thành âm 1 này. Đấy và nó sẽ nối với cái này đúng không? Đấy. Thế thì sẽ tương đương với loga cơ số 2 của V nhân với loga cơ số V của A này. Đấy. 2021 của V sẽ bằng âm 1 nhỉ. Đấy. Đấy, cái này nhân với cái này sẽ bằng âm 1. Được chưa? Đấy. Đấy, thế thì
cái này sẽ bằng log cơ số 2 của A, đúng không? Log cơ số 2 của A nhân log 2021 của V. Thế bây giờ rút ra lô 2 của A, đúng nhỉ? Đấy, sẽ có log cơ số 2 của A sẽ bằng trừ 1 chia cho cái này. Ấy thì có thể nhân với nhân hai với lô V của 2021 cũng được nhỉ. Đấy. Đấy sẽ bằng trừ lô ga cơ số V. Đấy, V là đấy, nhân cả hai về với cái này đúng không? Nhân cả hai về với cái này. Thế bây giờ đi khảo sát cái này đúng không? Ở đây viết luôn thành x trừ căn x bình trừ 1 này. Hai không hai mốt. Đấy, đặt cái này bằng HX. Đấy. Khảo sát hàm này nhỉ. Đấy, khảo sát hàm này. Thế thì H phẩy thì sẽ bằng để thế này sẽ nghịch đảo nhá. Đấy, sẽ nghịch đảo. Một trên loga 2021 của x trừ căn x bình trừ 1 này. Đấy, và có thể cho dấu trừ xuống dưới này đúng không? Đấy, cho dấu trừ xuống dưới này. Đấy. Đấy, bằng 1 trên đấy, trên HX. Đấy, đạo hàm này dễ hơn nhỉ. Đấy, đạo hàm này dễ hơn. Đấy, thì đạo hàm này. Đấy thì đạo hàm thì đấy, đạo hàm loga cơ số A của X. Đấy thì được 1 trên x len A đúng không? Đấy, 1 trên x len A. U này.
U phẩy trên U. Thì đạo hàm cái này thì sẽ được 1 trừ đấy, 1 trừ x trên căn x bình trừ 1 này, U phẩy này. Đấy, U phẩy. Đấy, U phẩy trên U. Đấy. Đấy, x bình trừ 1. Đấy, len. Đấy, len 2021. Ừ. Đấy, H phẩy. Ừ. U phẩy. Còn có dấu trừ nữa đúng không? U phẩy. Rồi, U phẩy. Đấy, U phẩy trên U lên A rồi. Rồi, dấu trừ có thể cho vào đây. Ừ. Đấy, thế thì xem nào. Quy đồng lên này. Đấy, quy đồng lên thì thế được căn này trừ x này. Đấy, đây là x trừ căn đúng không? Cho dấu trừ vào là căn trừ x. Đấy, căn trừ x trên căn trừ x. Ừ. Đấy, thế thì đấy, sẽ được 1 trên căn x bình trừ 1 len. Đấy, 2021. Ừ. Đấy, căn trừ x rồi. Rồi. Đây. Cái này đây. Thế thì cái này dương đúng không nhỉ? Đấy, cái này dương. Ừ. Cái này dương. Cái này dương. Thế mà đâu rồi? Đây. 1 trên hx đúng không? Ừ. 1 trên hx. Đấy, suy ra. Đấy, suy ra hx bé hơn h3 đúng không? Ừ, bé. À, lớn hơn h3. Đấy, lớn hơn h3. Đấy, lớn hơn h3. Ừ. Đấy, đạo hàm h dương. H lớn hơn h3 này. X lớn hơn 3, x lớn 3 nên là hx sẽ lớn hơn h3, được chưa? Đấy. Lớn h3. H3 thì nên suy ra. Suy ra loga cơ số 2 của A. Đấy, sẽ phải bé hơn. Ừ. Đấy, sẽ phải bé hơn là một trên h3 đúng không? Ừ. Đấy, tại vì h3 là min, h3 là min, min cho nên là cái phân thức này sẽ là mắc, được chưa? Đấy, nên loga 2a phải bé hơn cái này. Xem nào, xem cái này. Đấy, các em thế thế vào đây. Ừ. Sẽ có này. Đấy, một. Đấy, một. Cho trừ một đi. Dưới sẽ là loga này. Đấy, 2021 này.
Đây sẽ là 3. Đấy, 3 trừ 8 là 2 căn 2 đúng không? Đấy, 3 trừ 2 căn 2. Sẽ được 4, bé hơn 4,318. Đấy, bé hơn 4,318. Đấy, bé hơn 4,318, nó là 788 nhỉ, 788. Đấy thì bé hơn 4,318. Đấy thế thì xem nào. Thế thì A sẽ phải bé hơn đúng không? Suy ra A phải bé hơn 2 mũ. Bốn phẩy ba một tám. Hai mũ này. Sẽ là 19 phẩy bé hơn 19 phẩy 19,95 được nhỉ? Đấy sẽ phải bé hơn. Bé hơn 19,95. 19,95 thế thì từ 4 đúng không? Đấy, từ 4 thế thì thuộc khoảng. Thế thì từ 4 đến 19 này. Đấy, từ 4 đến 19 thì bỏ đi 1 2 3. 19 trừ 3 đúng không? 19 trừ 3 thì ra 16 đúng nhỉ? 16. 16 thế thì suy ra A đúng không? A. 16. Thì bài hôm nay các em sửa hai câu này. Đấy, thế thì bài sau các em sửa tiếp nhá. Chào các em.